chuyện Liên Tỏa. Dương Vũ Úy rời nhà đến bến sông Tứ Thủy. Phòng học trông ra một cánh đồng rộng, có nhiều ngôi mộ cổ ở ngoài tường. Đêm nghe hàng bạch dương lao xao như tiếng sóng vỗ. Đêm tàn đốt đèn ngồi, lòng đang buồn rười rượi, bỗng nghe phía ngoài tường có tiếng ngâm thơ. Gió lạnh xoay chiều giữa bóng đêm, đóm bay trong cỏ đậu lên rèm. Ngâm đi ngâm lại nghe rất buồn thảm. Lắng nghe giọng ngâm nhỏ nhẹ uyển chuyển như tiếng con gái, chàng lấy làm ngờ. Sáng hôm sau nhìn ra ngoài tường chẳng thấy dấu vết của một ai, duy chỉ có một cái dải lụa tím rơi giữa đám gai góc. Dương nhặt về đặt lên song cửa sổ. Khoảng canh hai đêm ấy lại nghe tiếng ngâm như hôm trước. Dương bắc ghế nhìn ra, tiếng ngâm im bặt, biết là ma nhưng vẫn có lòng ái mộ. Đêm sau chàng nấp ở mé đầu tường để rình. Canh một gần tàn thì từ trong đám cỏ có người con gái lững thững bước ra, đến viện tay vào một cành cây nhỏ cúi đầu ngâm ảo não. Dương khẽ đằng hắng, cô gái vội lẩn vào đám cỏ hoang biến mất. Từ đó Dương nấp chờ dưới tường, nghe nàng ngâm xong liền từ bên này tường ngâm tiếp. Nỗi buồn trăm mối nào ai tỏ, áo chiếc trăng lên luống lạnh thêm. Hồi lâu vẫn thấy im ắng, Dương đi vào phòng. Vừa ngồi xuống bỗng thấy người đẹp từ ngoài đi vào, kéo vạt áo nói: "Quân tử là bậc sĩ nhân phong nhã, thế mà thiếp lại sợ hãi lẩn tránh." Dương mừng quá mời nàng ngồi, thấy nàng gầy héo người lạnh buốt, hỏi nàng quê quán nơi nào, ngụ ở đây đã lâu chưa. "Thiếp là người Lũng Tây, theo cha lưu ngụ ở đây. Năm 17 tuổi bỗng bị bạo bệnh mà chết, đến nay đã hơn 20 tuổi rồi. Ở chốn hoang dã lẻ loi vắng vẻ như thân cò. Lời ngâm đó là tiếng lòng của thiếp để gửi gắm mối sầu hận. Vần thơ thiếp đã làm từ lâu rồi mà chưa nối được vần. Nay đội ơn chàng làm tiếp, thiếp ở nơi suối vàng cũng thấy lòng vui sướng." Dương muốn cùng nàng giao hoan, nàng buồn bã nói: "Nắm xương nát ở chốn dạ dài, không thể như người trần được. Nếu làm chuyện mây mưa tăm tối, sẽ làm cho người ta đoản thọ. Thiếp không nỡ gây họa cho bậc quân tử." Dương bèn thôi. Lại toan nhìn đôi giày của cô gái, nàng cúi mặt cười: "Anh chàng cuồng si này thật là phiền nhiễu quá." Dương cầm lên xem, một chiếc tất gấm màu nguyệt bạch buộc bằng dây sợi tơ ngũ sắc. Lại nhìn chiếc kia thì thắt bằng dải lụa màu tím. Hỏi sao không thắt cùng một dải giống nhau thì nàng đáp: "Đêm trước sợ chàng chạy trốn, không biết rơi ở chỗ nào rồi ạ." Dương nói: "Ồ, để tôi thay chiếc khác cho nàng." Nói rồi lấy trên cửa sổ xuống đưa cho cô gái. Nàng kinh ngạc hỏi ở đâu ra. Chàng kể lại đầu đuôi, bèn dứt bỏ sợi tơ đi mà buộc lại bằng dải lụa. Lúc sau lật xem sách trên án, bỗng thấy tập Liên Xương Cung Tử. Nàng thở dài: "Hai, lúc sinh thời thiệp thích nhất đọc cuốn sách này đây. Nay nhìn thấy tưởng như là trong mộng." Rồi cùng đàm đạo thơ văn. Nàng thông minh lanh lợi, rất đáng yêu. Liền trong đèn cùng ngồi bên cửa sổ hướng Tây. Chàng như gặp được người bạn tốt. Từ đó đêm đêm hễ nghe thấy tiếng ngâm nga khe khẽ thì chỉ lát sau là nàng đã đến. Nhưng nàng dặn chàng: "Chàng giữ kín đừng nói với ai, thiếp nhút nhát sợ có kẻ thô bạo bắt nạt ạ." Dương nhận lời, hai người hòa hợp như cá với nước. Tuy không đến nỗi quá sàm sỡ, nhưng nơi phòng khuê còn nồng nàn hơn tình vợ chồng. Nàng thường ngồi dưới đèn chép sách cho Dương, nét chữ mềm mại và ngay ngắn. Lại tự chọn 100 bài từ trong cung chép riêng ra để đọc.
nàng bảo Dương sắm bàn cờ, mua đàn tỳ bà. Mỗi đêm thường dạy Dương đánh cờ, nếu không chơi cờ thì dạo khúc, tiêu xong linh vũ, buồn đến não lòng. Dương không thể nào nghe chọn được bài ấy, thì nàng lại chuyển sang chơi khúc Hiểu Uyển Oanh Thanh. Bất giác tâm hồn chàng lại trở nên thanh thản. Rồi khêu đèn trò chuyện, vui quên cả trời đã sáng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ánh Dương le lói mới vội vã trốn đi. Một hôm thư sinh họ Tiết đến thăm, gặp Dương đang ngủ ngày. Nhìn trong phòng thì thấy có bàn cờ, đàn tỳ bà còn đó. Biết là những thứ mà bạn mình không sành. Lại dở sách xem thì thấy tập cung từ, chữ viết đẹp và ngay ngắn, càng thêm ngờ vực. Dương tỉnh dậy, Tiết hỏi những đồ chơi ấy ở đâu ra. Chàng đáp, à, tôi đang định học đấy. Lại hỏi đến tập thơ, Dương nói dối là mượn của người bạn. Tiết lật từng trang xem, thấy ở trang cuối có dòng chữ rất nhỏ. Ngày, tháng, liên tỏa chép, liền cười. Đây là tên tự của con gái, sao mà giống nhau mãi thế? Dương bí quá, không biết nói sao. Tiết càng gặng hỏi, Dương vẫn không chịu nói. Tiết kẹp quyển sách định mang đi, Dương càng quẫn, đành phải nói thật. Tiết xin được gặp mặt nàng. Dương nhân đấy nhắc lại lời nàng căn dặn, Tiết càng thiết tha ngưỡng mộ hơn. Dương bất đắc dĩ phải nhận lời. Nửa đêm cô gái đến, Dương chuyển lời cầu khẩn của bạn. Nàng nổi giận. Dọn anh thế nào mà lại bếp xếp với người khác rồi? Dương đem hết tình thực ra nói, nàng bảo. Duyên phận với chàng đến đây là hết rồi. Dương khuyên giải bằng trăm cách, rốt cuộc nàng vẫn không vui, đứng dậy từ biệt, nói. Tạm lánh mặt họ đã. Hôm sau Tiết đến, Dương chuyển lời nàng rằng không được. Tiết ngờ chàng thoái thác, chiều tối bèn cùng hai người bạn cùng đến nhà Dương, ở lì lại không chịu đi nữa, cố ý quấy nhiễu làm ẩm ĩ suốt đêm, khiến Dương phải thức trắng, mà vẫn chẳng thấy gì. Chúng thấy mấy đêm liền vẫn yên ắng, nên bụng cũng hơi khoái chí. Sự huyên náo dần dần lắng xuống, bỗng nhiên có tiếng ngâm thơ cất lên. Cả bọn cùng để ý nghe, giọng ngâm buồn bã não nuột. Đường lúc Tiết lắng tai nghe, thì một anh chàng học võ họ Vương cùng trong đám bạn bè nhặt hòn đá to ném ra ngoài rồi nói lớn. Làm bộ không cho khách gặp mặt. Câu thơ hay thì hay, nhưng lại nỉ non rèn rĩ, khiến người ta buồn phiền. Tiếng ngâm thơ tắt ngay, mọi người đều bực tức. Dương uất quá để lộ ra cả nét mặt, lời nói. Hôm sau cả bọn mới kéo nhau đi. Chỉ còn Dương ở một mình trong thư trai trống vắng, hy vọng cô gái lại tới nữa, nhưng tuyệt nhiên không có tâm dạng gì. Qua hai ngày nữa, nàng đột nhiên bước vào khóc rằng: chàng rước đám khách hung tợn đến nhà, quát nạt, làm thiếp chết khiếp đi được. Dương cuống quýt tạ lỗi, nhưng nàng đã vội vàng ra đi, nói rằng: thiếp đã nói duyên phận hết rồi, từ nay xin vĩnh biệt. Dương cố níu lại thì nàng đã biến mất. Từ hôm đó đến hơn một tháng sau, nàng không trở lại. Dương thương nhớ đến người gầy mặt võ, nhưng vẫn không làm thế nào tìm được nàng. Một đêm đang uống rượu một mình, bỗng cô gái vén màn bước vào. Dương mừng quá hỏi: nàng tha thứ cho tôi rồi sao? Cô gái nước mắt lã chã, lặng lẽ không nói một lời. Gạn hỏi mãi, nàng định nói lại thôi. Chị đáp: giận dỗi bỏ đi, nay giờ có việc khẩn cấp lại phải đến năn nỉ, thật khó tránh khỏi hổ thẹn. Dương hỏi đi hỏi lại đôi ba lần, nàng mới nói: có một tên nha lại cục xúc không biết ở nơi nào đến, buộc thiếp nhận làm vợ lẽ. Nghĩ mình con nhà Thanh Bạch, không lẽ chịu khuất thân làm vợ cho con quỷ, bèn hạ nó. Nhưng tấm thân yếu đuối,
không kháng cự được. Nếu chàng có lòng thương thiếp, thì không để mặc thiếp sống chết thế nào cũng được chứ. Dương giận quá, vẫn uất muốn chết. Song nghĩ kẻ sống người chết hai đằng khác nhau, khó mà dùng sức được. Nàng dặn, đêm mai chàng đi ngủ sớm, thiếp sẽ đón chàng trong giấc mộng. Thế rồi lại cùng nhau trò chuyện, ngồi lại đợi trời sáng. Trước khi đi, nàng dặn ban ngày chớ có ngủ, chờ giữ đúng lời hẹn vào ban đêm. Dương nghe theo, buổi chiều chàng uống một chút rượu, nhân lúc choáng choáng lên giường để nguyên áo sống mà nằm. Bỗng thấy cô gái đến, đưa cho con dao rồi cầm tay dắt đi. Đến một trang viện, vừa mới khép cửa chuyện trò, thì đã nghe có người cầm đá đập vào cửa ầm ầm. Cô gái sợ hãi bảo, kẻ thù đến rồi đây. Dương mở cửa lao ra, thấy một người mũ đỏ áo xanh, râu tua tủa quanh mồm như lông nhím, liền nổi giận quát mắng. Kẻ kia trợn mắt nhìn lại, lời lẽ hung hăng ngạo mạn. Dương càng giận, đuổi theo hắn, nhưng tên nha lại nhặt đá ném rào rào như mưa trúng cổ tay Dương. Không thể cầm dao được nữa, đang lúc nguy cấp, trông xa thấy một người lưng đeo cung tên đi săn giữa đồng. Nhìn kỹ thì ra là anh chàng võ sinh họ Vương, bèn gọi to cầu cứu. Chàng Vương dương cung chạy tới, bắn một phát trúng đồi tên nha lại, bồi thêm phát nữa y lăn ra chết. Dương mừng rỡ cảm tạ. Vương hỏi duyên do, chàng kể hết sự tình. Vương cũng lấy làm mừng, đã chuộc được lỗi cũ, bèn cùng tới nhà cô gái. Nhưng nàng sợ hãi thẹn thùng, chỉ đứng xa không nói một lời. Trên án thư có con dao nhỏ dài chừng hơn một thước, khảm vàng sát ngọc, rút ra khỏi nắp thì sáng loáng như gương. Vương tấm tắc khen mãi, không nỡ rời tay. Cùng Dương chuyện trò thấy cô gái e ấp thật tội nghiệp, Vương liền bỏ ra, chia tay mỗi người một ngả. Dương cũng trở về, trèo tường vào, ngã sõng xoài. Vừa hay giật mình tỉnh dậy, nghe trong thôn gà đã gáy gian. Chợt cảm thấy cổ tay đau nhói, sáng sớm nhìn xem thì da thịt còn tấy đỏ. Giữa trưa chàng Vương đến, nhân nói chuyện đêm qua nằm mơ rất lạ. Dương hỏi, có phải vừa thấy bắn cung không? Vương lấy làm lạ, sao bạn lại biết trước như vậy? Dương bèn đưa cổ tay cho xem, lại kể rõ nguyên do. Vương nhớ lại nhan sắc người đẹp trong mộng, chỉ hận rằng không được trông thấy người thật. Lại lấy làm may đã có chút công lao với nàng, nên một lần nữa xin cho được thấy dung nhan. Đến đêm nàng tới cảm ơn. Dương nói công lao là của Vương, rồi đạo đạt ý của bạn, nàng đáp. Công lao giúp đỡ, thiếp không dám quên. Nhưng anh ta dáng dấp hùng dũng, thực lòng thiếp sợ lắm ạ. Lát sau lại nói, anh ta thích thanh bội đao của thiếp. Thanh đao ấy vốn thực cha thiếp mua ở Việt Trung, giá 100 đồng vàng. Thiếp thích nên mới được giữ lại. Lại tết bằng dây kim tuyến, sát bằng ngọc minh châu. Phụ thân thương thiếp chết yểu, chôn nó theo. Nay xin dứt lòng yêu thích, đưa tặng lại. Thấy đau cũng như là thấy thiếp vậy. Hôm sau Dương nói lại ý nàng, Vương thích lắm. Đêm đến cô gái quả mang đao lại và dặn, bảo anh ta hãy trân trọng giữ gìn. Từ đấy nàng lại tới lui như xưa. Được vài tháng, bỗng một hôm nàng ngồi dưới đèn cười nhìn Dương như muốn nói điều gì, nhưng đôi ba phen đỏ mặt lại thôi. Chàng hỏi thì nàng đáp, ôn chàng yêu thương đã lâu, thiếp được thiếp hơi người sống, hàng ngày lại ăn thức ăn nấu nướng, nên bộ xương trắng đột nhiên lại có cơ hồi sinh. Song cần có tinh huyết của người sống nữa mới có thể sống lại được. Dương cười đáp, tại làng không chịu, chứ tôi nào có tiếc gì đâu. Nàng nói, sau khi ăn ở với chàng, chàng tất bị ốm nặng trong hơn 20 ngày, nhưng uống thuốc vào sẽ khỏi ạ.
bèn cùng nhau giao hoan, xong rồi mặc áo ngồi dậy, lại nói: "Thiếp cần có một giọt máu tươi, chẳng có thể vì yêu mà chịu đau được không ạ?" Dương lấy con dao sắc chích vào cánh tay cho chảy máu. Cô gái nằm trên giường bảo nhỏ vào rốn rồi ngồi dậy dặn: "Thiếp không đến nữa, chàng nhớ tính đủ kỳ hạn 100 ngày. Hễ có con chim xanh đậu trên ngọn cây trước mộ thiếp kêu lên mấy tiếng thì chàng phải đào mộ ngay." Dương cẩn thận ghi nhớ lời dặn. Bước ra cửa rồi nàng còn ngoảnh lại bảo: "Hay nhớ kỹ đừng quên nhé, sớm hay muộn đều không thể được." Nói rồi ra đi. Hơn 10 ngày sau, Dương quả ốm nặng, bụng trướng lên tưởng chết. Thầy lang cho thuốc uống, chàng đi ngoài ra những chất đen nhão như bùn. Đúng 20 hôm thì khỏi. Tính đúng 100 ngày, chàng sai người nhà vác mai thuổng ra đợi sẵn. Khi mặt trời sắp lặn, quả thấy con chim xanh kêu lên 2 tiếng. Dương mừng nói: "Được rồi." Bèn phát gai góc đào mộ. Thấy quan quách đã nát mà nét mặt nàng vẫn tươi như người còn sống, sờ vào còn ấm. Chùm áo mang về, đặt chỗ nằm ấm áp, nghe có hơi thở thoảng nhẹ, mảnh như sợi tơ. Dần dần đổ cháo nóng cho ăn, nửa đêm thì nàng tỉnh hẳn. Nàng vẫn thường bảo Dương rằng: "Hơn 20 năm mà chẳng khác gì như một giấc mộng."